Làm sao để bạn có thể là đạt được mục tiêu có body ngon lành cành đào một cách dễ dàng nhất? Các bạn có để ý một cái điều như thế này không? Đó là khi mà chúng ta đặt một cái mục tiêu gì đó trong cuộc sống á, là ban đầu á, chúng ta hứng khởi lắm, chúng ta động lực lắm, và chúng ta mong muốn là cái sự thay đổi đó nó diễn ra một cách cực kỳ nhanh chóng, kiểu như là thay đổi 180 độ luôn á. Nhưng mà mình nói thật với các bạn á, đây là cách tệ nhất. Bởi vì sao? Mình ví dụ đi ha, bình thường á, bạn là một cái người chơi game này, thức khuya này, rồi rất là thích ăn vặt, ăn những cái món mà không tốt cho sức khỏe chúng ta. Bên cạnh đó thì tối tối bạn còn làm một ly trà sữa nữa và rất hay đi nhậu với bạn bè. Bây giờ á, đùng một cái bạn muốn là thay đổi bản thân bằng cách đó là thôi mình không thức khuya nữa, mình nghỉ chơi game, rồi mình không nhậu luôn, và mình ngừng những cái món ăn vặt kém lành mạnh của mình, và kết hợp thêm một cái việc đó là bạn chiều chiều á, bạn còn luyện tập thêm 30 phút nữa. Đây là một cái việc mà các bạn thay đổi 180 độ luôn á. Vậy á thì mình hỏi các bạn là trong bao lâu thì bạn quay lại những cái thói quen xấu như cũ? Mình khẳng định luôn là trong vòng 1 tháng á, là bạn bung càng. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta thay đổi 180 độ như thế á, thì cơ thể của bạn ngay lập tức nó sẽ chống lại bạn. Bạn sẽ nhanh chóng là bị gục ngã bởi những thói quen xấu đó, và bạn sẽ quay trở lại với những cái thói quen như bình thường của bạn mà thôi. Vậy nên nếu bạn muốn body của bạn á, thay đổi thực sự, thì các bạn không cần phải thay đổi một cách ghê gớm đâu, mà hãy thay đổi một cách từ từ thôi. Ví dụ đi, bình thường á, bạn hay uống trà sữa vào buổi tối đúng không? Ok, thì bây giờ á, mình không uống trà sữa vào buổi tối nữa. Tất cả những thói quen xấu như cũ á, hãy giữ nguyên cho mình nha. Ăn vặt này, thức khuya này, chơi game này, hãy giữ nguyên cho mình, không cần phải thay đổi nó. Hay nói một cách đúng hơn đó là hãy khoan thay đổi nó đã, giữ nguyên cho mình. Bên cạnh đó, khi bạn cắt giảm một cái ly trà sữa vào buổi tối á, thì bạn kết hợp thêm một cái việc đó là tăng thêm một cái thói quen tốt, đó là chiều chiều hay là sáng sáng á, chúng ta có thể là tập thể dục thể thao hay là tập gym khoảng 15 phút cho đến 30 phút. Thì các bạn sẽ thấy một cái điều như thế này nè, đó là khi bạn không uống trà sữa vào buổi tối á, thì cơ thể của chúng ta bắt đầu khỏe hơn. Cơ thể chúng ta bắt đầu khỏe hơn, và cái lượng mỡ trong cơ thể chúng ta nó cũng sẽ bắt đầu giảm xuống. Bên cạnh đó, khi mà các bạn chơi thể thao á, thì cơ thể chúng ta nó cũng sẽ được đốt mỡ này, và cơ bắp của chúng ta nó cũng được tăng lên khi mà chúng ta chơi thể thao. Khi các bạn chơi thể thao á, thì cơ thể chúng ta nó bắt đầu á là khỏe mạnh hơn, đẹp hơn, săn chắc hơn. Và các bạn thấy không, lượng mỡ của chúng ta được giảm này, và cơ thể chúng ta săn chắc hơn này. Và khi cơ thể chúng ta săn chắc hơn, đẹp hơn và khỏe mạnh hơn, cũng như là tích cực hơn á, thì sao? Thì bạn bắt đầu yêu thương bản thân của bạn nhiều hơn. Khi bạn yêu thương bản thân của bạn nhiều hơn á, thì bạn sẽ bắt đầu có một cái suy nghĩ như thế này nè. Ủa, tại sao mình lại thức khuya như vậy nhỉ? Thôi thì bây giờ á, mình sẽ từ bỏ thói quen đó là thức khuya. Bạn bắt đầu là tự hỏi bản thân của bạn như thế, và bạn bắt đầu yêu bản thân của bạn hơn, thì bạn sẽ bỏ được cái thói quen đó là thức khuya. Bạn sẽ không thức khuya nữa, mà bây giờ á, bạn sẽ là ngủ sớm và dậy sớm. Những thói quen cũ á, các bạn vẫn giữ nguyên cho mình nha, vẫn chơi game này, vẫn ăn vặt linh tinh. Và khi bạn ngủ sớm, dậy sớm, thì bạn sẽ nhận được một cái kết quả như thế này này. Bạn sẽ thấy là cơ thể của mình nó tràn đầy sức sống, bạn tích cực hơn. Lúc này á, bạn sẽ bắt đầu là ý thức được rằng là mình đang trở nên tốt đẹp hơn, mình đang trở nên khỏe mạnh hơn, mình đang trở nên đẹp hơn. Thì lúc này bạn lại tiếp tục yêu thương bản thân của bạn nhiều hơn. Bạn yêu thương bản thân của bạn nhiều hơn thì sao? Bạn sẽ ý thức được rằng là hình như mình vẫn còn một cái thói quen đó là hay ăn vặt những cái đồ linh tinh không tốt cho sức khỏe của mình. Thôi thì bây giờ mình cắt giảm nó đi. Bạn sẽ trong vô thức luôn nha, cái này nó sẽ xảy ra trong vô thức, là bạn sẽ cắt giảm những cái thói quen ăn vặt của bạn, và thay thế những cái thói quen ăn vặt đó bằng những cái thực phẩm ít clean hơn. Ví dụ như là thịt, cá, trứng, sữa, rau, củ quả, soy, protein, max fit, những thực phẩm mà tốt cho sức khỏe của bạn hơn. Đó, thì bạn bắt đầu là ngừng ăn vặt. Các bạn thấy không? Bắt đầu ngừng ăn vặt này, bắt đầu thức, bắt đầu là ngủ sớm dậy sớm này, bắt đầu tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày này. Các bạn thấy không? Cơ thể chúng ta bắt đầu thích nghi với những điều tích cực. Và khi bạn
là thay đổi thói quen ăn uống từ ăn những món linh tinh chuyển qua ăn những thực phẩm ít clean á, thì sao? Thì tiếp tục bạn lại yêu thương bản thân của bạn nhiều hơn, bởi vì lúc này á, cái cơ thể của bạn nó bắt đầu khỏe hơn rồi, bắt đầu cơ bắp hơn này, bắt đầu săn chắc hơn này, và bắt đầu da dẻ nó hồng hào hơn, nó đẹp hơn. Thực sự luôn, bạn thay đổi cái chế độ ăn là cơ thể của bạn nó thay đổi rất là nhiều. Thì lúc này á, bạn bắt đầu làm việc hiệu quả hơn. Và khi bạn làm việc hiệu quả hơn á, thì tạo ra năng suất nhiều hơn. Bạn tạo ra năng suất nhiều hơn á, thì bạn lại cảm thấy là như thế này này. Ơ, tại sao mình vẫn mất thời gian một ngày 2-3 tiếng cho chơi game nhỉ? Thì lúc này á, bạn đã thay đổi được rất là nhiều thói quen tốt rồi. Bạn đã thay đổi được cái body của bạn, nó cũng tương đối là khá ok rồi. Thì lúc này á, bạn thay đổi luôn được cái thói quen, đó là ngừng chơi game. Bạn không chơi game nữa. Và khi mà bạn đạt được một cái thói quen đó là ngủ đủ giấc nè, ăn uống ít clean nè, tập luyện chăm chỉ mỗi ngày nè, thì chắc chắn rằng là bạn sẽ đạt được cái body như bạn mơ ước, một cái body ngon lành cành đào một cách cực kỳ dễ dàng luôn.